Thưa quý vị, chiêu bài việc nhẹ lương cao mà thực chất là người dân bị lừa sang Campuchia rồi bị cưỡng bức lao động. Sau thời gian lắng xuống thì gần đây, tình trạng này lại rộ lên và vẫn có nhiều người dân bị lừa. Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện triệt xóa thành công chuyên án bắt giữ 3 đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán người bằng cách dụ dỗ nạn nhân sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Như Ý, sinh năm 1997, quê An Giang, có một tiền án. Lương Xuân Đại sinh năm 1976 quê tỉnh Yên Bái, 5 tiền án và Nguyễn Quốc Vũ sinh năm 1996 quê An Giang một tiền án, cùng tạm trú tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Qua nắm địa bàn, đối tượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương phát hiện Nguyễn Như Ý cùng đồng bọn có hành vi mua bán người. Thủ đoạn của nhóm này là tìm kiếm, lôi kéo nạn nhân sử dụng ma túy, dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Khi các nạn nhân sập bẫy, Ý tổ chức đưa người đến cửa khẩu biên giới để bán cho các đường dây mua bán người với giá từ 20 đến 30 triệu đồng trên một người. Trường hợp các nạn nhân thay đổi ý định, không đi thì nhóm của Ý sẽ bắt, giam giữ nạn nhân, cắt cử người canh gác nếu chống cự sẽ bị trói, đánh đập chờ đến ngày đưa qua Campuchia bán. Ngoài ra, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, đối tượng Ý cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một và thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác trước nhiều vụ việc trên người lao động nên tránh xa trước cạm bẫy việc nhẹ lương cao đi làm ở nước ngoài theo đường tiểu ngạch